Mua điều hòa đến rồi, do vậy bây giờ tôi sẽ làm video để giới thiệu cho anh em một số mẫu máy khoan pin đầu 13 ly để anh em có thể làm công việc rút lõi tường một cách hiệu quả nhất. Anh em hãy theo dõi hết video để có thể lựa chọn được một loại máy phù hợp nhất cho công việc của mình nhé. Trên mặt bàn của tôi có bốn mẫu khoan đầu 13 ly sử dụng pin và lực siết của nó đều tối đa là 120Nm. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em từng loại máy một để anh em có thể lựa chọn cái loại máy nào dành cho công việc của mình. Trước tiên tôi sẽ nói tổng quan về bốn cái mẫu máy khoan này. À, Bốn mẫu máy khoan này đều là đầu kẹp Auto Lock 13 ly. Và theo như thông số của nhà sản xuất ấy thì um, tất cả các cái dòng máy khoan này đều là có lực siết 120 Nm nhưng mà uh, đây chỉ là thông số của nhà sản xuất thôi. Uh, theo như thông số chính của cái máy đầu át, loại máy mà cao cấp nhất trong bốn loại máy này thì uh, cái lực siết của nhà sản xuất có nói rõ nếu như anh em sử dụng pin 4.6.0 uh, Ah này thì lực siết của nó chỉ rơi vào khoảng gần 120 Nm thôi. Còn nếu như muốn cái máy này đủ lực siết 120 Nm thì anh em phải sử dụng pin 9.0 nó mới đủ dòng cho cái máy này lên được 120 Nm. Cho nên chưa chắc là ba cái máy này có thể đủ được lên đủ được 120 Nm cho anh em. Nhưng mà theo như thông số nhà sản xuất thì tôi cứ nói rõ cho anh em như thế. Bây giờ tôi sẽ vào giới thiệu từng loại máy một cho anh em biết. À, và nó sẽ được giới thiệu theo thứ tự đó là từ loại rẻ đến loại đắt cho anh em Loại máy đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến anh em là loại máy rẻ nhất của hãng Đông Trang Có mã DCJZ03-13 Thực tế thì cái máy này có thể sử dụng để rút lõi phi 60 khoan tường được Nhưng mà gọi là được thôi Để mà ổn định thì tôi nghĩ là nó tạm Bởi vì là tôi cũng đã dính cháy mên một phát Vì rút lõi cái mũi khoan dài 370mm rồi Do vậy mà nó có thể rút lõi được nhưng mà tôi không khuyến nghị anh em rút lõi nhiều về cái này à, Cái giá của cái này là loại rẻ rất và anh em có thể tham khảo giá của bốn cái máy này Ở trên đường link trong web đăng com nhé bởi vì là giá của các máy này nó có thể thay đổi theo thời gian có thể đắt hơn, có thể rẻ hơn. Do vậy mà tôi sẽ không nói công khai trên video được. Anh em có thể truy cập trực tiếp vào trong web thì anh em có thể thấy được giá của bốn cái sản phẩm này nhé. Cái máy này thì theo như thông số nhà sản xuất thì nó đầu kẹp 13 ly auto lock có 22 cấp trượt, có hai tốc độ và lực siết của nó là 120 Nm. Động cơ không chổi than, pin của nó đi kèm là pin 4.0 AH, sẽ có hai cục pin 4.0 AH và một cục sạc. Sạc của máy này là sạc chậm anh em nhé. Có một cái điều lưu ý đó là chính là đông trang thì chỉ dùng cái chân pin của đông trang thôi. Nếu như anh em muốn chuyển sang chân pin của Magita để dùng các cái máy khác thì anh em phải có sử dụng cái đế chuyển. Do vậy mà nó cũng hơi bất tiện, nó chỉ dùng cho hệ sinh thái đông trang là hợp lý thôi mới đây tôi đã có làm video để test cái máy này làm về rút lõi tường thì theo như nhận định của tôi thì nó rút lõi tường với mũi ngắn thì rất là ok và để test với máy đất tông thì nó cũng khá là khỏe nó rút được lõi nhưng chậm hơn máy đất tông một chút và có một cái lưu ý khi mà anh em mua máy này cái này thì nó có một cái ưu điểm đó chính là giá của nó rất là hợp lý nhưng cái nhược điểm của nó thì lại nhiều nhược điểm thứ nhất đó chính là chế độ bảo hành bởi vì cái máy khoa này thông thường với cái giá rẻ thì nó lại là cái máy hàng sách tay nội địa về cho nên là nó không được bảo hành chính hãng tại thị trường việt nam nó chỉ được bảo hành theo chế độ của người bán thôi và chế độ của người bán thì chắc chắn nó sẽ không được tốt do vậy mà chế độ bảo hành là một cái hạn chế của máy này tiếp theo đồ thay thế đồ thay thế cũng vậy anh em sẽ rất khó tìm đồ thay thế cho cái máy này và đồ thay thế của nó thì cũng không hề rẻ đâu anh em nhé và quan trọng nhất đó chính là về mặt sử dụng thì theo như video tôi đã làm hai video về cái máy này rồi Cũng test thử rồi Lực siết của nó thì cũng tạm được thôi Tất nhiên vì tôi không có máy đo cái lực siết của cái dòng máy này Do vậy mà dự đoán của tôi thì nó cũng không thể nào mà đủ 120Nm Nếu như lấy cái máy đầu này làm tiêu chuẩn Và có một cái nhược điểm rất lớn của cái máy này đó chính là Nó không có chế độ bảo vệ mạch pin nó không ngắt được pin và cũng cái pin nó không có chế độ ngắt mạch khi quá nhiệt và máy cũng không có chế độ ngắt mạch khi quá tải và quá nhiệt. À, do vậy mà chính chính vì lý do này mà tôi cũng đã bị cháy mạch một lần khi mà sử dụng cái máy này để khoan rút lõi. Tất nhiên thì cũng có thể là do lỗi người sử dụng thôi vì mình sử dụng mũi khoan rút lõi dài và cái tường mình khoan nó cứng. Nhưng mà cái này nó lại không có ngắt mạch được cho nên là đây cũng là một cái video tôi giới thiệu cho anh em nhưng cũng để lưu ý cho anh em một số cái vấn đề để khi mà anh em mua cái này về sử dụng đó chính là cái nhược điểm của nó ưu điểm thì cũng trung bình nhưng nhược điểm thì nó hơi nhiều sang tới dòng máy thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến anh em đó chính là dòng máy của hãng đêch tông có mã gì đó hơi lòng ngoằng hơi dài Tôi chỉ đọc đuôi cuối là 13 120 BL, tức là cái máy này nó là biểu tượng của cái lực siết 120 Nm cũng giống như đông trang thôi. Chức năng thì bốn con máy này cũng không khác có gì khác nhau. Cũng có ba chức tốc độ, đầu kẹp auto lock 13 ly. Cái này máy này thì lại có 24 cấp độ trượt và có hai tốc độ máy khoan, một nhanh một chậm. Động cơ không chổi than, pin đi kèm cũng là pin 4.0 Ah có hai cục và có báo vạch pin ở trên pin nhưng sạc của nó thì cũng là sạc chậm anh em phải mất 2 tiếng mới sạc đầy được một cục pin 4.0 AH này pin của cái máy đếch tông này thì nó sử dụng chân pin M21 tức là nó dùng pin giống như pin, chân pin của Magita do vậy mà anh em có thể sử dụng cái pin này cho nhiều cái máy khác sử dụng cùng chân pin Magita và đặc biệt là đến thời điểm hiện tại thì đếch tông cái dòng pin mới của đếch tông thì anh em đã có thể sử dụng cho máy khoan pin các dòng máy pin chính hãng của hãng Makita nhé, cho nên là nó cực kỳ tiện và cái thân máy nữa, nếu bản thân thân máy pin thì cũng là tiện lợi rồi nhưng anh em vẫn có thể mua những cái thân máy này để sử dụng những cái pin mà anh em đã có sẵn chân pin Makita. Uh, là pin xịn của Magita hoặc là các cái dòng pin sử dụng uh, thiết kế giống như chân pin của Magita thì anh em vẫn có thể dùng được rất là tiện lợi. Xuất xứ của dòng máy Dictone này nó là của một công ty của Việt Nam đặt bên Trung Quốc về nhưng mà chính vì lý do đó nó cũng có một cái lợi thế đó chính là nó có chế độ bảo hành chính hãng của Việt Nam đối thay thế thì sẽ luôn có sẵn cho anh em uh, mặc dù nó là một cái hàng được đặt một công ty bên Trung Quốc về nhưng mà uh, tôi uh, đánh giá nó so với hàng của Đông Trang chính hãng một công ty lớn của Đông Trang và cũng do Đông Trang sản xuất luôn thì máy tông này có một cái phần nó nhỉnh hơn về tôi đánh giá nó sẽ có điểm cao hơn về cái mặt hoàn thiện và cái chức năng. chức năng mà tôi cảm thấy nó hay nhất đó chính là chức năng ngắt mạch pin khi quá tải về cả máy và quá tải pin. Quá tải máy là quá tải khi sử dụng và pin thì có thể là bị quá nhiệt và thì máy đều ngắt lại để có thể bảo vệ cho anh em như như cái video trước tôi đã làm thì trong quá trình mà tôi sử dụng cái máy này để khoan mũi khoan gỗ phi 22 vào cái gỗ mà gỗ khô thì nó rất là mút. Do vậy mà cái máy này có thể lực siết của nó không quá lớn để có thể nó khoan được cái gỗ đó một cách ngon lành nhưng mà cái pin nó có thể ngắt lại cho anh em để tránh cái việc cháy mạch pin và cháy mạch của máy. Do vậy mà cái chức năng này tôi đánh giá rất cao. Về cái khả năng rút lõi của cái máy khoan này thì có rất nhiều anh em yêu thích cái máy đích tông này để làm việc rút lõi tường nó vẫn có thể rút lõi được bê tông nhá, nhưng lưu ý anh em là không nên rút lõi bê tông và kể cả là rút lõi tường thì đến nhà sản xuất cũng không khuyến nghị anh em không khuyến khích anh em sử dụng để rút lõi tường nhưng tất nhiên nó vẫn rút lõi được và thực tế sử dụng thì tôi cũng đã từng test cái máy này để mà rút lõi thì nó đủ khỏe để rút lõi và cái tốc độ rút lõi nó cực kỳ nhanh nó tiện và an toàn hơn so với việc mà anh em sử dụng những cái máy điện không có cấp độ trượt nó nhẹ nhàng cho nên là anh em dùng cái máy này tôi nghĩ là rất là hiệu quả Đặc biệt là những anh em à, làm trong miền Nam mà khoét gạch lỗ thì dùng cái máy này hết ý luôn Còn về cái giá thì giá của nó cũng thực tế thì nó cũng hơi mặn một chút Nó cao hơn so với Đông Trang cũng khá khá đấy Anh em có thể kiểm tra giá ở trên trang web danga.com nhé sang tới máy thứ ba mà tôi muốn giới thiệu cho anh em thì cái máy này là của hãng bóc nó là hàng về việt nam theo đường tiểu ngạch do vậy mà nó cũng không được bảo hành chính hãng tại thị trường việt nam anh em chỉ có chế độ bảo hành của bên người bán thôi. Nhưng nó có cái độ hoàn thiện về nội thất cực kỳ tốt so với uh, các dòng trước mà tôi giới thiệu cho anh em. Uh, cái đầu của nó cũng vẫn là đầu 13 Auto Lock và cấp trượt thì có 21 cấp trượt, có hai tốc độ nhanh và chậm và có ba chế độ khoan búa, vặn vít và khoan thường. Động cơ vẫn là động cơ không chổi than, pin là pin 4.0 Ah và sạc của nó đi kèm cũng vẫn là sạc chậm. Nhưng có một điều mà cái máy này anh em cũng cần lưu ý, đó chính là cái chân pin của nó thì nó lại dùng thiết kế chân pin của Bosch mà chân pin của boss thì cái hệ sinh thái ở Việt Nam thì nó cũng không hề phổ thông. Nó kém phổ thông hơn Makita rất là nhiều. Cho nên đây cũng là một cái sự bất tiện rất là lớn của cái máy khoan này và cái pin của nó là pin 4.0 Ah nhưng mà nó lại không giống như các hai dòng mà tôi giới thiệu, đó chính là nó không có cái chế độ báo bạch pin, chỉ có thể lắp vào máy này và anh em báo pin trên máy luôn. À, cái này là cái điểm khá là bất tiện để mà anh em sử dụng cái máy này mạch main bên trong của cái máy này thì rất là tốt và cái độ khỏe của nó thì cũng cực kỳ tốt luôn khi mà tôi sử dụng cái máy này vẫn mà tôi vẫn có thể rút lõi được cái bê tông Mark 300 mà có lõi thép bên trong lõi thép phi 10 bên trong rất là ok tất nhiên thì để mà sử dụng rút lõi được một cái mũi như thế thì cái máy này sử dụng cần một cái công suất rất là lớn do vậy mà một cục pin này thì nó cũng chỉ khoan được tầm một lỗ nếu như anh em sử dụng một cái cục pin này để khoan cái cục bê tông lõi thép đó nhưng còn nếu như mà anh em làm để mà rút lõi điều hòa, rút lõi tường thì Tôi thấy là về cơ bản pin 4.0Ah thì nó cũng sẽ ngang với các cái dòng máy này thôi Để mà nói về giá thì nó sẽ không nhỉnh hơn nhiều so với Dectone Nhưng cái độ hoàn thiện của nó cao hơn Điểm yếu của nó so với tông đó chính là cái chế độ bảo hành Điểm yếu nhất chính là chế độ bảo hành và cái chân pin Sang cái dòng máy cuối cùng là dòng máy mà phải nói là Có rất nhiều anh em ưa thích Đó là dòng máy của hãng TheWatt có mã DCD999 Lẽ ra thì tôi cũng định cho cái máy DCD996 vào trong cái danh sách máy khoan rút lõi điều hòa nhưng mà 996 thì nó cũng không nhỉnh hơn à nó cũng không rẻ hơn nhiều so với 999 do vậy mà à, tôi sẽ giới thiệu cho anh em dùng 999 đi, dùng nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Cái máy DCD 999 này thì lực siết của nó như tôi vừa nói đó chính là 120 Nm nhưng à, theo như thông số của nhà sản xuất thì anh em chỉ có thể sử dụng pin 9.0 Ah thì nó mới đủ dòng để mà cho cái máy này lên lực siết 120 Nm thôi. Và nếu như anh em sử dụng pin FlexVolt thì cái nguồn nó cung cấp cho cái máy này nó lên tới 60V theo như thông số của nhà sản xuất anh em nhé Còn nếu như anh em dùng pin flash cho các cái máy khác thì nó chỉ sử dụng pin 20V thôi để có thể đánh giá về chất lượng và độ hiệu quả thì cái máy đấu quát này nó là máy chất lượng nhất trong tất cả các dòng máy này bởi vì giá của nó cũng là tầm giá rất là cao nó đắt gần như gấp đôi so với giá trung bình của ba cái loại máy này và độ hiệu quả của nó thì cũng không có gì để mà bàn rồi nó khoan rút lõi tường được khoan rút lõi bê tông rất là ok và anh em điều hòa thì phải nói là ai cũng mê cái con này để mà rút lõi tất nhiên thì anh em cũng có nhiều anh em không có điều kiện bởi vì là cái máy này thì nó là giá của nó rất là cao một bộ này như tôi giới thiệu cho anh em ấy thì nó sẽ có một cục sạc nhanh 118 và một cục pin 6.0 AH một cái thân máy và một cái túi đi kèm thì anh em có thể kiểm tra giá của cái bộ này ở trên đường link ở trên trang web đăng com nhé cái máy này vẫn là sử dụng động cơ không chổi than đầu kẹp auto lock 13 ly à, cấp trượt của nó thì nó sẽ có 11 cấp trượt thôi cái máy này ít cấp trượt nó chỉ có 11 cấp trượt thôi khoan búa vặn vít và khoan thường nhưng mà nó lại có đến 3 tốc độ tốc độ 1 tốc độ 2 tốc độ 3 thì anh em có thể xem cái tốc cái tốc độ thông số của nó ở phía bên trên thân máy đều có sẵn nhá về chế độ bảo hành cái của cái máy này thì nó sẽ là một cái máy có chế độ bảo hành tuyệt vời nhất Phải nói là nó tuyệt vời nhất ở trên thị trường luôn Bởi vì là nhà sản xuất sẽ bảo hành cho anh em thân máy lên tới 3 năm Pin và sạc thì nó là một năm Và cái giá của nó không phải là quá cao so với các dòng máy cao cấp Nếu như so với giá của Magita, Boss và Milwaukee thì đầu watt là cái máy mà Tôi nghĩ là nó hợp lý nhất để anh em có thể mua để có thể sử dụng được Bởi vì chất lượng của nó thì không hề kém so với các dòng kia nhưng Về giá của nó thì rẻ hơn rất là nhiều để mà test rút lõi thì tôi cũng đã làm một video rất kỹ để nói về khả năng rút lõi của cái máy này và nó với một cục pin này thì anh em có thể rút được rất nhiều mũi đó chính là bốn dòng máy mà tôi muốn giới thiệu cho anh em điều hòa để có thể rút lõi điều hòa nếu mà những có những anh em làm điều hòa ở đây anh em đã sử dụng một trong bốn cái dòng máy này rồi thì mong anh em cho tôi ý kiến và những anh em đang có ý định mua ý kiến xem nên sử dụng loại máy nào để có thể phù hợp nhất với công việc điều hòa còn nếu như anh em muốn tham khảo giá của bốn sản phẩm này thì anh em có thể truy cập trang web đăng com trên trang web đăng com thì anh em có thể anh em sẽ được bao ship mọi đơn hàng trên 200.000 trở lên cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo